trách nhiệm trước tiên thuộc cơ quan quản lý nhà nước. Công trình nhà hàng, khách sạn cao 7 tầng, lấy tên Panorama trên đèo Mã huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, được xây dựng trái phép và như một gai bê tông tại đây đang gây bức xúc trong dư luận. Trao đổi với phóng viên vào chiều 7 tháng 10, nhà sử học Dương Trung Quốc đại biểu Quốc hội khóa 14, cho biết, trong vụ di liên quan đến tòa tháp ở đèo Mã, tôi cho rằng, việc trước tiên là phải xem xét, truy rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương. Trong vụ việc này, từ tầm nhìn cho đến vấn đề thực thi lao lý nếu làm đúng sẽ đỡ cho dân rất nhiều, kể cả những người đã xây sai, ông Quốc nói. Nhà sử học cho biết thêm, bạn dạng thân ông đã đọc một số bài báo viết về vụ việc và thấy các vị hướng dẫn địa phương đều rơi vào tâm thế rất mong muốn lôi cuốn đầu tư. Điều đó không sai, nhưng mong muốn lôi cuốn đầu tư để rồi bất chấp tất cả lao lý trong việc chưa biến đổi đất từ mục đích sử dụng đất trồng cây hàng năm lịch sử đất thổ cư, xây dựng, chưa hề có giấy phép xây dựng, là không được, và việc gây phản cảm nhất ở đây là kiến thiết thi công. Tôi cho rằng, việc trước tiên phải xử lý trách nhiệm của cơ quan nhà nước. Còn người dân luôn mong muốn tìm cái lợi, và nếu có sự quản lý tốt của nhà nước, người dân sẽ tìm được cái lợi thích hợp với lợi ích phổ biến của xóm hội. Rõ ràng, ở đây, người dân có cái lợi nhưng cái lợi này đã gây tác hại xấu tới dư luận xóm hội, ông Quốc bày tỏ. Khách sạn Panorama trên đèo Mã. Ông Quốc nhìn nhận, thực tế, ở khu vực này rất cần một chỗ để khách du lịch có thể ngắm với toàn vẹn tiện nghi, bình yên, và nếu khai thác dịch vụ được cũng tốt. Tôi có kiểm tra và Cục Di sản Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trả lời chính thức là tòa nhà này không thuộc khu vực khoanh vùng bảo vệ khu vực y và khu vực y của di tích, nhưng ở đây, rõ ràng, kiến trúc của tòa tháp đã gây phản cảm. Cho nên hướng sắp tới, đứng về góc độ thuần túy xây dựng thì vấn đề xây sai phải tháo dỡ cần phải đưa ra. Nhưng cũng cần phát hành một kiến trúc nào đó thích hợp nhằm giúp du khách có thể đứng ngắm cảnh mà không ảnh hưởng đến bộ dạng quan sơ của khu vực. Vấn đề này tùy thuộc tài của các nhà kiến trúc. Nếu tìm được một giải pháp kiến trúc tốt thì sẽ vừa có được sản phẩm du lịch để khách đứng ngắm đồng thời, không gây phản cảm về mặt không gian thắng cảnh. Ông Quốc nêu. Cần làm rõ câu chuyện gì đó giữa nhà đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước. Trước câu hỏi, cá nhân ông có ưng ý với ý kiến cho rằng nên phá bỏ tòa tháp nhà 7 tầng này, trả lại cảnh quan cho khu vực không? Ông Dương Trung Quốc cho hay, việc phá bỏ hay không sẽ do các cơ quan quản lý nhà nước quyết định cụ thể. Nhưng trước tiên phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm hàng đầu của cơ quan quản lý nhà nước. Thứ hai, phải làm rõ trách nhiệm của chủ nhân khi làm bất chấp lao lý, tức là chưa được cho phép đã làm. Đằng sau đó là câu chuyện gì đó giữa nhà đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước cũng cần phải được làm rõ, ông Quốc nói. Nhà sử học Dương Trung Quốc kế tiếp nêu luận điểm của bạn dạng thân về việc bảo tồn không có nghĩa tất cả để quan sơ, quan giả, mà ở một số chỗ nhân loại cũng có thể đưa vào sản phẩm của mình. Tuy nhiên, sản phẩm đó phải đúng nguyên tắc và có vai trò của các nhà chuyên môn để phát hành không gian thích hợp, giảm thiểu tối đa tác động xấu, không thích hợp với di tích, thắng cảnh. Trả lời báo chí, bà chủ Mã Panorama Vũ Ngọc Ánh cho rằng, nếu như tòa tháp bị thu hồi, tôi chỉ còn nước nhảy xuống sông Nho Quế và sẽ cho mình nổ tung. Ông Dương Trung Quốc cho rằng, cá nhân ông không bình luận gì về ý kiến của bà chủ Mã Panorama bởi người trong cuộc sẽ có những tâm trạng riêng. Nhưng rõ ràng, suy cho cùng tâm trạng này chính là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước. Nếu cơ quan quản lý nhà nước chặn lại ngay từ đầu hay lãnh đạo họ làm cách phù hợp pháp luật chắc sẽ không như bây giờ. Đây là bài học cho nhà đầu tư khi tưởng vượt qua được nhưng lại bị dư luận làng hội lên án và tạo sức ép mà nhà nước rất khó bảo vệ được lợi ích của nhà đầu tư. Ông Quốc bày tỏ.